Không ạ. Không ạ. Đừng làm việc nguyên cả một ngày, đi mấy thằng nó dạy như là bằng mày. Thằng Thành có đầy đủ bằng cấp, nhưng vẫn là thằng những kiến thức. Mượn bút AirPod và iPhone, chụp hình khoe mạng như trẻ con. Không hiểu tại sao nó đổ đố, lên dốc mà vẫn chỉ số 4. Thằng Thành là con nít con nôi, không được thì bảo chút ít thôi. Nghe rap mà cần biết giúp, mày làm như là mày hay. Cấm đầu coi cái bon hút, ngon nhất tao nè đừng bỏ chạy. Bơ mộng của tao hết rồi nha, bơ hai tao biết thằng Khoa. Sau bài dùm thì tao đã phải bỏ nghề, học hành đàng hoàng không người ta chê. 2-1-1 trong lớp thì cũng hơi quê. Tao đi mày tiền không dẫn đầu tật thể. Tao đi học đàng hoàng không có lèo rào, không có ăn xong xong cho lên cào liền. Tao đi qua công chính không có chảy máu. Tao không có bị ngủ đận như cái thằng đi bệnh viện. Tao muốn gán hình này kia lên trên tài, qua là đỉnh, qua là ngầu, qua là si style. Có điều trong nó hơi kinh đơn. Cái thằng để studio trong vệ sinh.